Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Hiện giờ khoảng 5 giờ chiều, Vũ đang lên đây là quán buffet lẩu nướng hải sản Hương Biển 2. Ở đây là ở đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2022 thì quán khai trương. Thì mưa do bão, mưa nguyên ngày nay nè các bạn. Giờ cũng còn mưa nè. Chúc hết mưa bà con ghé ủng hộ quán buffet nha. Quán buffet này là gần chỗ quán Hồng Phước Phố nha các bạn. Gần chỗ khách sạn Bình Đại luôn. Hiện giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Vô trong quán thì quán là có tên 80 món ăn các loại nha các bạn. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ. Đây là bên trong quán này nha các bạn. Đây là chỗ để các món đồ ăn này nha các bạn. Mở cửa của quán là 14 giờ tới 22 giờ. Giá vé người lớn là 159.000, giá trẻ em từ 1m3 là 99.000, còn trẻ em dưới 1m là miễn phí. Đây là các món đồ ăn là nha các bạn. Đây là cúc. Đây là món mực. Đây là món thịt dồn. Đây là ốc móng tay. Đây là sò điệp. Đây là các loại rau. Đây là món hột vịt lộn.
cánh gà. Đây là món cơm chiên Diên Châu, đây là món mì xào. Mì cơm, đây là bún. Đây là lỗi cuốn thật là khá hấp dẫn luôn. Đây là món đùi gà. Đây là món chân gà xả ớt. Đây là món cánh gà. Đây là món chả. Đây là mì dắt để ăn lẩu. Đây là cháo. Đây là sò. Đây là ớt. Rồi đây là các loại nước chấm. Đây là nước mắm. Đây là tương ớt. Đây là muối tiêu, muối ớt. Đây là nước mắm. Đây là các món ăn tái. Tôm kè, tôm sú, đây là hàu. Chào anh Hùng nha. Hết mưa mới lại hả? Sớm giờ mưa quá chừng luôn à. Mưa quá mưa. Dạ. Anh đang chọn cái món này là gì đây? Con này con gì quá này? Cái này con vỏ mỏng mỏng này ông dễ dễ kêu dọp phải không? Dọp. Mẹ tới lâu chưa Vũ? Dạ cũng mới tới anh. Nãy giờ mưa quá trời mưa luôn. Giờ bớt mưa rồi. Bà con tới ủng hộ quán nha. Đây là bò Mỹ nha Vũ. Dạ. Mấy cái cuộn là bò Mỹ luôn. Đây là món hàu.
tôm càng. Đây là món ốc. Đây là món gỏi. Tên 80 món ăn nha các bạn, đủ các loại luôn. Bé thích món nào con? Đây nè, tôm càng nè. Tôm càng ở trong hồ nè. Mình để ngoài ít thôi, khi nào hết rồi mình vô mình lấy ra cho nó sống, nó tươi ngon ha. Đây là cái hồ tôm càng nè các bạn. Đang vớt tôm ra, vớt lên cho em coi một cái. Rồi quá hấp dẫn luôn. Rồi cảm ơn anh. Tôm thẻ nè các bạn, tôm sống quá ngon luôn. Rồi cảm ơn anh. Đây là chỗ chỗ quầy bán chào anh Sáu, quầy bán vé. Đây là chị đây là chị chủ quán. Chị chủ quán là ngồi đây bán vé nha. Giờ trời bớt mưa rồi đó các bạn. Vô cổng là các bạn mua vé nha. Vé người lớn là 159.000 nha các bạn. Còn mà em bé 1m3 là 99.000, còn dưới 1m là miễn phí nha các bạn. Như hai em bé này là miễn phí nè.
coi bên đây sáng lạnh. Trái cây với bánh ăn lai xét nha các bạn. Dưa hấu, xoài, nhãn, chôm chôm, mận. Các bạn vô thì mua vé rồi xong rồi lại chọn đồ ăn. Đây là các loại nước uống, bên đây là trái cây. Nước học é. Đây gấp đồ ăn trống là mấy em phục vụ đây là châm vô thêm liền rồi nha các bạn. Hôm nay tặng khách nước ngọt hả chị? Tặng mỗi khách từ 1 đến 9 khách là tặng nước ngọt, còn dạ. Từ 10 khách anh là giảm 10 đồng. Dạ. Dạ. Có gia đình mấy chị này ở ngoài Bình Thắng đi đông. Là tính giá trị lớn.
chung với bánh bao luôn. Nó sẽ làm đậu nô. Mới ăn cơm không có ăn uống gì chiều đó này nè. Gia đình này đi bao nhiêu người vậy? Bao nhiêu người? Dạ, 14 người. Mười bốn người. Gia đình chị ở ngoài Bình Thắng hả chị? Dạ. Dạ. Tại bữa đi bao xe qua bển rồi. Dạ, qua Ba Tri rồi ha. Bữa nay khỏi đi, nay gần khỏe ha. Rồi cảm ơn hai chị ha, chúc gia đình ăn ngon miệng nha. Rồi bé cưng không có ăn gì, tự gấp đi, ăn cái gì thích thì gấp ha. Okay.
bắt tôm. Dạ Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Cô chú anh chị và các bạn đến quán buffet lẩu nướng hải sản Hương Biển 2 nha các bạn. Ở đây là ở khu phố 2 thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ở đây là đường Nguyễn Thị Định, gần ngay chỗ nhà hàng Hồng Phước Phố nha các bạn. Chỗ khách sạn Bình Đại luôn, gần ở chỗ nhà hàng Tre Xanh luôn. Rồi Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo.